Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái đàn gà rừng mới nở. Đây, mấy chục con này nè. Đây là có cả mấy mấy bạn gà ta nuôi cùng đấy. Mấy bạn gà ta này mập mạp cho nên nó ủ ấm rất là tốt cho mấy bạn gà ra rừng nha. Nhìn dễ thương quá ha. Còn một bạn này bị bại liệt, chắc không qua nổi con trăng này rồi. Nó là rừng này, chân nó này các bạn, chân nó mới đẻ nó hơi màu vàng vàng một chút nha, nhưng mà sau khi khoảng một vài tuần nó sẽ dần dần chuyển sang màu nâu màu đen đó. Thì mới đầu là chân nó vàng vàng này đó, chân rất là dài và khẳng khiu. Khi nó được khoảng vài tuần tuổi nó sẽ chuyển dần sang màu xanh rêu rồi màu đen chân trì đó. Đàn mới nở, một đàn nở được khoảng 2 tuần, 2-3 tuần rồi. Chung gà rừng này thì thôi nó cũng không dễ như là gà ta đâu các bạn. Nó dễ thì nó rẻ như gà ta rồi. Để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nuôi từ từ lúc mới nở cho đến tầm khoảng 6-70 ngày. Thì nhìn chung cũng đơn giản thôi. Vậy là mới đầu thì cho chúng ta cho ăn cám này, cám gà con đó. Cái tuổi này thì mình chỉ thả nó ra cho nó chơi đùa một lúc thôi, sau đó ăn xong thì mình lại cho nó vào trong trong chuồng ốm. Đó, các bạn có thấy có một số con nó mặc áo tơi không? Nè. Cánh lúc nào cũng dài hơn người. Có một số bạn là bạn mặc áo tơi là mấy bạn ấy đang yếu lắm. Đó. Có người hỏi nuôi gà rừng có hao hụt không? không phải hao hụt không mà là quá hao hụt luôn. Đây, cho các bạn xem đây. Nuôi nhiều thì sẽ thấy cảnh này nhiều, nuôi ít thì sẽ thấy ít, đơn giản vậy thôi. Đôi khi nó to bằng nắm tay rồi mà nó còn ngã ra luôn á, đó. Nhiều khi không hiểu nguyên nhân luôn á. Đang khỏe mạnh bay nhảy bình thường luôn.
năm nghề gì thì sẽ phải tìm hiểu về nghề đó thôi. Đây, chú gà này mới được qua 2-3 ngày tuổi này, 3 ngày tuổi. Đó, 3 ngày tuổi đây. Mấy bạn này thì được 2 tuần rồi đó. Sáng ra chỉ làm mấy công tác này thì cơ mấy bạn ấy là đã hết buổi rồi. Mấy bạn gà ta thì bao giờ cũng múp mát. Nè, đẹp quá ha. Mình ăn nhiều lắm. Cho các bạn xem cận cảnh một con gà rừng con nha. Đây. Mới nở ra chân nó cho thế này đây. Nó hơi vàng vàng, dần dần nó chuyển sang màu xanh, đó màu xanh đá đó, dần dần nó chuyển sang màu có loại thì nó màu đen, có loại thì nó màu chân trì á, đây này, đó, thấy không? Chân gà rừng con á, lúc nào cũng là dọc dưa nha. Hình như đồ rừng thì đồ gì cũng dọc dưa hết. Hay lợn rừng mới đẻ ra nó cũng dọc dưa vậy đó. Cũng màu y như này luôn. Vằn vằn. Vằn đen. Vằn đen, vằn trắng. Vằn nâu. Giống màu cỏ khô á, để nó lẩn trốn tốt á. Cái này hai đàn này là khoảng gần 30 con. Đây mình cho các bạn xem cái đàn gà này được khoảng 3 tuần tuổi đây. Mình đi theo là nó cứ đi theo mình này. Đây là đàn gà rừng 3 tuần tuổi đây. 3 tuần tuổi hay 1 tháng thì mình không nhớ lắm. Đó. Ăn nó căng diều luôn. Con gà này thì được 12 con. Đó, gà nào cũng rất là đẹp. Căng tròn to mọng. Mấy bạn này thì chỉ tối mình mới dám thả ra thôi. Thì mấy bạn ấy thả ra nó khó mang mấy bạn ấy lại lắm, mấy bạn ấy bay nhanh lắm. Còn mấy bạn này thì quen được gọi cái là mấy bạn ấy quay lại nghe này, nhìn nha, thử nha. Đó, thấy không? Sát người cầm vô tư luôn. Nuôi ít thì mình mới thuần được như này, chứ còn nếu mà nuôi mấy trăm con thì chắc không thuần thế này được đâu. Nó có thời gian nữa.
lớn lên một chút mình sẽ cho mấy bạn ấy ra đồng ra vườn chứ, ra vườn để ăn sâu ăn cỏ, các bạn thích ăn nhặt cỏ lắm. Hết nước rồi, hết nước rồi. Hình như con gà này, con gà gì ta, mái chuối sao á. Đây này, đó gà rừng đẹp này, mỡ vàng đó. Nhỏ nhỏ xíu thon dài đấy. Đây, mấy bạn này không biết qua được cái mùa xuân hay không này. Ôm yếu quá. Rồi, hẹn anh em ở video sau nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Có gì các bạn muốn hỏi gì thì bình luận ở bên dưới ha. Còn anh em muốn muốn bảo tồn hay là gì đó mua bán gì thì qua dịch, chứ đợt này hẳn còn dịch căng quá nên xe chưa chạy. Anh em nào muốn ưng này, mấy cặp giống này thì điện nhắn cho mình nha. Cái này đẹp thật đấy, khô nóng cần chạy theo mình thôi. Rồi, chơi thế đủ rồi, vào trong nhà mày thôi.